Em xin chào ông bà cô chú cho bác, các anh chị và các bạn nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người về nướng barbecue nguyên một con cừu ở bên đây. Bên Úc thì như thế nào? Thì thường thì mình sẽ thuê một cái dàn nướng như vậy nè, một cái máng nướng là cây, thì trong đó nó sẽ có luôn một cái motor để khi mình ghim cái con cừu này lên á, thì nó sẽ tự động, mình ghim điện sẽ tự động quay. Và mình sẽ để than, lớp than ở dưới. Thì con trùng này nướng thì tầm từ 2, nói chung là từ 2 tiếng trở lên. Thì do mình muốn nướng thời gian kéo dài thì mình để ít than, còn mình muốn ấy thì mình để than nhiều hơn. Thì con này nướng sẽ tầm khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ ha. Thì nếu mình khi mà mình cảm thấy nó muốn hết than thì mình sẽ châm thêm. Đó, mình cứ quay và cứ châm than như vậy. Rất là hấp dẫn luôn, cái mùi rất là thơm mọi người ơi.